tắm đợi vậy ta? Đúng rồi, tắm đợi đúng không? Không nhớ tôi hả? Chị biết tôi. Sao không biết? Bạn thân chơi từ chút xíu, từ hồi còn ở trường tắm mưa lận à. Nhớ chưa? Tôi đẻ. Đúng rồi. Cái vậy. Giọng cười này nè, không lẫn vô đâu được. Mèn ơi. Nhìn ra rồi phải không? Chính chưa? Ừ, trời Chàng ơi. Mừng quá, gặp bạn mừng quá hả? Chàng ơi, bao nhiêu năm rồi đâu có ngờ mà về đây. Tao nói về 2 ngày rồi mà chưa có thăm nom ai được hết á. Bà là người thứ hai tôi gặp đó. Vậy nha. Lại chưa có lên coi cái nhà nữa. Tao nói giờ chắc bụi bặm mà nhện văng tứ phía, phải dọn dẹp nữa. Ủa, nhà nào? Bà còn nhà ở đây hả? Sao không? Cái nhà ở trên chợ huyện đó, ngay góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó. Ủa? Gì ủa hoài vậy trời? Nhưng mà chủ khác rồi mà. Bà nói gì vậy? Chủ nào? Tôi tưởng bán đâu gần năm nay rồi. Đâu có bán. Ủa, tưởng bán cho con Huệ rồi mà ta. Cái con Hoa Huệ trắng trắng phía sau lưng nhà tôi hả? Ờ. Đâu có, tôi đâu có bán cho nó, bà nói gì vậy? Ủa, sao kỳ vậy ta? Là sao? Ý bà nói là giờ nó ở đó đó hả? Nó không có ở, nó vẫn ở phía sau nhưng mà phía trước á, nó cho tiệm điện thoại thuê bán á. Trời trời, bà nói sao tôi hoang mang quá vậy? Sao hoang mang? Tôi đâu có bán cho ai đâu, rồi con Hoa Huệ ở nhà sau lưng nhà tôi, giờ tự nhiên nó cho tao thuê cái nhà của tôi. Không được rồi, không được rồi. Để tôi về tôi hỏi lại coi. Ờ vậy nha, tôi cảm ơn bà nha. Có gì hỏi từ từ nha. Có gì tham sao nha. Trời ơi, có hiểu lầm gì đó. Được, yên tâm đi, để tôi hỏi lại. Cái gì kỳ vậy? Cô ơi. Ủa, chào chị. Chị Kiếm Ai hả? Dạ. Cho tôi hỏi cô có phải là cô Hoa Huệ không ạ? Em Huệ đây. Mời chị ngồi, mời chị ngồi. À, dạ. Ủa, chị kiếm em có gì không? À, cô cho tôi hỏi thăm. Dạ. Cái tiệm điện thoại ngoài trước á là của cô hả? Của em. Nhà của cô luôn hả? Đúng rồi, em đang cho mướn á. Nhưng mà cái nhà đó là cô mua của ai vậy? Ai bán cho cô vậy? Ủa, mà chị, tự nhiên nhà của em chị đâu vô chị hỏi kỹ quá vậy? Có chuyện gì không? Thì tôi thấy lầm lạ, bởi vì cái nhà đó là nhà của tôi. Chị đâu vô rồi chị nói nhà của em là nhà của chị? Thì em mua của bà con em cách đây năm trời rồi, giấy tờ rõ ràng hẳn hoi. Chị đâu, chị nói nhà của chị vậy? Tôi ở nước ngoài tôi về. Tôi xin lỗi cô chứ bà con của cô là ai vậy? Thì ông Ba Lắm trong xóm này nè. Chị có biết ông Ba Lắm không? Cô nói cái gì? Ông Ba Lắm. Ba Lắm bán nhà cho cô? Dạ. Cái gì kỳ vậy? Đây nè. Đây nè, giấy tờ, tất cả giấy tờ là tôi nhờ Ba Lắm đứng tên giùm tôi. Ba Lắm á, nó là cháu của tôi chỉ nhờ nó đứng tên giùm thôi. Đó là giấy ủy quyền, rồi có hai cái chữ ký của hai đứa cháu tôi ở Việt Nam làm chứng nữa. Bây giờ nó lấy cái quyền gì mà nó bán nhà cho cô chứ? Cái gì kỳ cục vậy nè, cái gì? Thôi chị, em nghĩ vậy nè. Cái chuyện nội bộ gia đình chị á thì chị giải quyết sao? Giờ tự nhiên một ngày đẹp trời chị xuất hiện xong chị đưa mấy tờ giấy này, chị nói nhà em nhà của chị là sao? Nhưng mà em thấy vậy nè, ổng á nha, ổng bán cho em xong là ổng đi nước ngoài hả? Xong giờ tự nhiên được hơn năm rồi chị xuất hiện cho nó nhà của chị. Cô nói cái gì? Thì ổng đi, ổng bán cho em xong ổng đi nước ngoài rồi là sao? Vậy rồi bây giờ ai trả cái nhà đó lại cho tôi? Trời đất ơi, rồi tôi cũng bỏ tiền ra tôi mua chứ tôi có lấy của ai đâu. Giấy tờ tôi có đàng hoàng, chị muốn không thì tôi đưa cho chị coi. Chắc tôi phải nhờ pháp luật xử lý quá. Trời đất ơi, chứ bây giờ không lẽ tự nhiên tôi về đây tôi bị mất trắng cái nhà? Nhưng mà bây giờ tiền tôi cũng đổ vô cái nhà đó, tự nhiên tôi cũng bị mất làm sao? Theo tôi biết là thằng Ba Lắm á, nó có bà con họ hàng với chồng của cô. Đúng, chính xác. Có khi nào hai người thông đồng với nhau lừa gạt căn nhà của tôi không? Ở trời đất ơi, chị, em thấy chị đi hơi xa rồi đó. Chị coi lại nha, chị phải có căn cứ, phải có chứng cứ chứ không phải khi không chị vu khống em đâu. Em kiện chị cái tội vu khống đó. Mà trước khi tôi gặp luật sư tôi sẽ báo công an về cái chuyện này. Trời đất ơi. Rồi tôi gặp luật sư tôi sẽ hỏi cho ra lẽ là cái nhà đó tôi có lấy lại được hay là không. Rồi liệu á mọi người á có lừa gạt để mà lấy chiếm đoạt căn nhà của tôi hay là không? Chị đi liền cho em đi. Em á hả, cây ngay không sợ chết đứng. Được rồi, cô đừng có thách thức tôi. Chị... Dạ, thưa luật sư Trương Thị Hòa, ở đây chúng ta thấy là có người xuất hiện và đòi mình trả lại cái căn nhà đó, bởi vì ngày xưa là họ nhờ cái người đứng tên giùm. Vậy thì ở đây con nói cái người chủ đầu tiên của căn nhà đó đúng hay sai trong cái việc đòi cái người mua phải trả nhà cho mình? Thì chúng ta thấy nếu mà về mặt thực sự
thì cái người đi đòi căn nhà thì họ nói là căn nhà đó họ nhờ người đứng tên giùm. Dạ. Họ mới nói như vậy thôi. Dạ. Thì tức là họ có nhờ một người đứng tên giùm. Và cái này thì thực sự ra cũng chắc chúng ta cũng biết là có một thời gian rất dài thì pháp luật của chúng ta quy định không cho phép cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài là mua nhà ở Việt Nam. Dạ. Cái đoạn đó cho nên mua mà nhà nước không cho đứng tên. Dạ. Thì phải nhờ người đứng tên giùm. À, đứng tên giùm như vậy cho nên nó mới xảy ra cái hậu quả này. Cho nên mình phải nói rất rõ ràng, đứng tên ông A thì của ông A, của ông B thì ông B. Như vậy cái người mua này là C, thí dụ vậy. Yeah. Thì người mua này đâu có biết là nhà của ai đâu, chỉ biết thấy cái người đứng tên giùm thì là họ đứng thấy người nào đứng tên thì họ mua của người đó. Cái nhờ đứng tên không có ghi trong cái tờ giấy chủ quyền là căn nhà này của người này nhờ đứng tên, không có chuyện đó. Yeah. Là cái giấy mà nhờ đứng tên giùm có khi còn không có làm từ giấy đó nữa chứ. Yeah. Phải không? Cho nên trong trường hợp này là thí dụ họ có làm từ giấy thì mình mới có bằng chứng, mới có chứng cứ về chuyện nhờ đứng tên giùm. Chứ còn nếu người ta nói không có thì mình lại coi như mình cũng đâu có chứng minh được. Ở đây mình thấy rõ ràng là cái người A, còn là cái người đầu tiên là hoàn toàn họ sẽ sai vì họ không có chứng cứ. Nhưng trong trường hợp có chứng cứ nhưng bây giờ lại không tìm được cái người đứng tên giùm nữa thì mình lại phải giải quyết như thế nào? Thì bây giờ cái người mà nhờ đứng tên giùm đó là phải thưa cái người đang ở trong cái nhà của mình. Dạ. Thưa nói cái nhà đó của tôi thì mới chứng minh vân vân. Thì người kia thì mới đưa giấy tờ ra nói là tôi mua của ai. Dạ. Thì mới đưa người đó là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vào trong cái trường hợp này. Dạ. Như vậy phải tìm ra được, nếu người đó đã đi ra nước ngoài thì phải tìm cho ra được cái địa chỉ để mà giải quyết. Thưa cô vậy, nếu như trong trường hợp mình tìm được thì cái việc giải quyết xử lý đó sẽ xử lý như thế nào ạ? Dạ thưa, về pháp luật thì như thế này, như chúng tôi vừa nói là nếu mà có bằng chứng về chuyện nhờ đứng tên giùm. Dạ. Như vậy thật sự ra người đứng tên trong giấy chủ quyền nhà mà người đã bán nhà đó, họ không, nhà đó không phải của họ. Dạ. Vậy thì về mặt pháp luật trước nhất nói nha, cái người mà đang mua căn nhà này thì được pháp luật bảo vệ. Dạ. Gọi là người thứ ba giao dịch ngay tình, căn. Dạ. Nhà của họ được bảo vệ, không có hủy bỏ cái việc mua bán đó. Rồi còn như vậy thì giữa giải quyết giữa người nhờ đứng tên và người đứng tên. Dạ. Giải quyết làm sao thì pháp luật thì cũng thường là như thế này, phải rất là quen thân mới nhờ đứng tên giùm. Cho nên pháp luật người ta cũng quan tâm đến để tránh bớt những cái sự thưa kiện. Là thí dụ hồi mua là 1 tỷ đồng. Dạ. Bây giờ bán ra là 5 tỷ đồng thì coi như lời được 4 tỷ chứ. Dạ, 4 tỷ. Gì? Thì về nguyên tắc, nếu trước đây trong cái giấy tờ đứng tên giùm không có nói phải trả bao nhiêu tiền hết thì sẽ chia đôi. Dạ. Mỗi người 2 tỷ, đó là công bằng vậy đó. Dạ, tức là làm như vậy để cho cái người đứng tên giùm cũng không có gian dối. Còn cái bên kia thì cũng phải thấy nếu không có người đứng tên giùm mình đâu có được lợi này đâu. Coi là trong cái lý này vẫn phải có đầy đủ cái tình nữa. Dạ. Dạ. Dạ thưa cô, thế thì ở đây điều mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc giao dịch và cái việc đứng tên giùm nó sẽ là như thế nào thưa cô? Dạ thưa, như lúc nãy chúng tôi có nói là cái đoạn mà nhờ đứng tên giùm là đoạn mà cái người Việt Nam định cư nước ngoài theo pháp luật thì không được đứng tên nhà ở Việt Nam cho nên mới nhờ đứng tên. Dạ. Còn bây giờ pháp luật đã cho phép rồi, tài sản của mình thì mình cứ đứng tên. Cho nên trước nhất là nguyên tắc khi mình muốn mua một tài sản thì mình phải tìm hiểu kỹ. Có nhiều người giờ không tìm hiểu cũng tưởng không được đứng tên cho. Dạ. Nên lại nhờ đứng tên trong khi đó pháp luật đã cho phép rồi. Dạ. Xin được cảm ơn phần tư vấn và chia sẻ của luật sư Trương Thị Hòa trong chương trình ngày hôm nay. Và Đình Toàn hy vọng là chúng ta biết thêm được rất nhiều những thông tin mới về phía pháp luật từ phía những luật sư tư vấn của chúng tôi. Và đến đây cho phép Đình Toàn cùng luật sư Trương Thị Hòa được gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Giữ xe miễn phí là không có bỏ tiền ra để trả tiền gửi xe. Còn mất xe á là phải đền, đúng không? Mất xe hồi giờ sao? Tính từ từ lên báo công an chứ có cái gì đâu. Trong trường hợp xe mất, ở đây là cái người chủ quán đầu tiên họ phải người chịu trách nhiệm về bồi thường cho khách.